Hôm nay mình giới thiệu đến anh em một gốc kiều hùng lớn nhất Đắk Nông, lớn nhất từ trước tới giờ mà mình sưu tầm được nhé. Này có lẽ là cũng nhất Đắk Nông mình luôn rồi, tại nó là nguồn gốc nó 100. Nguồn gốc như vậy kiếm rất là khó nha anh em. Cái này hiện tại đã trồng được đem về được 4 tháng rồi, 5 tháng rồi. Tại đang này chỗ cành rất là tốt. Này mà ai sưu tầm cà phê sân vườn hoặc là hòm tay á, để y bài luôn, tại cái tàn như vậy mà ra bông, cái bông nó rất là dày luôn, nhìn mê. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình nhé, để hai mặt của cây, dòng cây này rất là dễ chăm, chung cũng không có cầu kỳ về công sức lắm, cứ nước non đều đều là cây lên thôi.